người về. Một mùa thu gió heo may. Đây là tập loa cát 104/2. Về đâu? Rất là quen thuộc với anh em rồi nhá. Có nhớ chăng đó, nhưng vì sao lòng lay đưa tiễn người một đêm không trăng. Nói sao nên lời lòng buồn như chiều rơi, như trong đêm khuya những bước chân qua thềm gợi niềm thương nhớ vô vàn. Sở hữu hai bát ở trong thùng, người hai bát ở trong thùng sẽ không nhìn thấy, và mặt này nó sẽ có hai chung đi kết gió chẳng sao. Người đi có biến chăng trong chiều nay bơ vơ, nghe lá thu vàng rơi bâng khuâng, bước chân ai về chừng thời gian ngừng trôi, như quên đêm khuya để gió sương theo thùa thầm làm ướt áo vai gầy. Người về chiều mưa hay.